Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chia sẻ cách cắt tỉa cây chanh Meyer là cây chanh màu vàng, cũng như là những cây bông, cây ăn trái khi mình đã thu hoạch rồi, làm sao cho khu vườn của mình đẹp hơn. Cây chanh vàng có cái tên gọi là Meyer Lehmann. Cây chanh này á, cái trái của nó cũng rất là to, nước rất là nhiều, cái vỏ rất là mỏng. Đặc biệt hơn nữa là khi ra cái nụ với lại cái bông á, thì rất là thơm, cho một cái mùa gọi là thơm bát ngát. Hồng rất là thích cây chanh này và cũng đã chia sẻ qua rất là nhiều mỗi khi ra khu vườn, và cũng có rất là nhiều chị cũng như cô và các em đã mua cây chanh về. Khi Hồng nói là cắt tỉa cây chanh này đó, thì có một em hay là một chị gì ha, mình cũng không có biết rõ lắm, tên Michelle. Michelle ơi, hôm nay Hồng sẽ nói cây chanh này mình làm như thế nào. Đơn giản lắm, nếu mà mình không có muốn cây chanh của mình nó quá cao theo cái chiều cao mà mình thích đó, thì mình cứ cắt tỉa theo cái chiều cao mà mình thích. Thí dụ như Hồng á chỉ có 4 feet 11, mà cây chanh của Hồng á thì chỉ có khoảng là 6 feet mà thôi. Cũng như là cây tắc, cây quýt, cây cam và cây bưởi, cũng như là những cây mặn nectarine hay là chai peach, Hồng cũng sẽ làm giống như vậy. Cắt tỉa thì bây giờ có phải là mùa cắt tỉa hay không? Nếu những loại cây ăn trái nào mà mình đã thu hoạch rồi thì mình cắt tỉa được hết. Bây giờ Hồng sẽ làm cho Michelle và cô chú anh chị thấy được là làm cách nào mà cây chanh của Hồng khi mà nó vàng rực rỡ như Hồng đã để lên màn ảnh đó. Thì đơn giản lắm ha, bây giờ đem một cái thí dụ. Nếu như cái cây chanh này nhiều quá và những cái lá như thế này và cái nhánh này á, thì không có trái. Đây, cái nhánh này không có trái nè, thì Hồng sẽ cắt bỏ cái nhánh này đi, cắt sát vào luôn ha. Đó, mình cắt bỏ đi thì chỉ còn lại cái cây có trái mà thôi. Và những cái nhánh á, nếu mà nó dài ra như thế này nè, mình cũng cắt bỏ luôn, cắt bỏ luôn, mình giữ lại cái trái. Rồi cứ tiếp tục mình coi vào ở trong những cái gốc cây của mình đó, chỗ nào không có trái thì cái nhánh đó mình cắt, mà cắt sát vô luôn. Đừng có sợ cây chanh của mình bị chết, cây chanh rất là dễ sống, mình cũng không cần phải lo nhiều lắm đâu. Qua cái nhánh thứ hai, ví dụ đây là cái nhánh này nó đặc biệt nè, cho mọi người xem nha. Đây, chỉ có một trái thôi, nguyên một cái nhánh chỉ có một trái thì chắc chắn là mình phải giữ lại cái này rồi, không có cắt tỉa gì được hết. Rồi qua cái nhánh kế tiếp nè, như cái nhánh này ha, đây Hồng kéo xuống cho mọi người xem nè. Đó, trên đầu thì có hai trái ha, còn những nhánh kế tiếp thì không có trái nào, cho nên mình cắt bỏ luôn, cắt bỏ cái khúc nào mà mình không cần. Đó, mình cắt bỏ ha. Đó, thì như vậy đó, làm cho cái cây của mình sẽ thấy trái nhiều nè, ở trong cũng như ở ngoài. Bây giờ Hồng sát gần lại cho mọi người xem. Cách đây 2 ngày á, cây chanh của Hồng á, nó cao lên khoảng đâu là 6-7 feet. Thì ông xã đã giúp cắt đi bỏ những cái nhánh rồi. Đây, đây là những cái nhánh mà cắt giờ nó thấp xuống ha. Nhưng ngược lại cái nhánh bên kia thì nó trên ngọn có trái, cho nên mình không có cắt được, bắt buộc là mình phải để. Cho nên những cái nhánh nào mà không có trái thì mình cắt bỏ cái nhánh đó đi. Rồi kế tiếp những cái nhánh có trái đó thì mình cắt tỉa lại. Thí dụ như là cây chanh này nè, ví dụ như cái nhánh này cũng vậy nè ha. Đó, cái đầu nó có con trái nè, cái bên nó không có gì hết nè. Bây giờ mình cắt này mình bỏ đi, cái bên có con trái đó, cứ vậy mình làm. Khi vậy, tại sao mình làm như vậy? Để cho cái cây chanh này của mình á, để cho cây chanh của mình nó được hút thức ăn cũng như là uống nước thì sẽ nuôi được cái trái của mình nó to. Còn nếu không á, những gì mà mình cho ở dưới gốc cây, lá sẽ là ăn trước nhất, rồi mới đến những cái trái chanh của mình. Đó, đây là cách mà Hồng cắt tỉa. Bây giờ làm lại thêm một nhánh nữa cho mọi người xem. Và đây là một cái thí dụ có một cái trái chanh như thế này, nhưng mà ở trên này á, thì không có trái, thì mình sẽ cắt bỏ luôn, mình chỉ thấy cái trái mà thôi. Đây là cách mà mình dưỡng trái cho nó lớn ha. Rồi những cái nhánh này nè, mình thấy cái nào không được là mình cắt bỏ luôn, mình dọn dẹp cho nó sạch. Cũng như cái nhánh này đây, kế tiếp của cái trái ha. Đây cái trái nè, cái nhánh này không có nè, mình cắt bỏ luôn nha. Đó, bỏ hết. Nó sẽ ra những cái nhánh mới, chứ không phải là cái cây của mình sẽ hoàn toàn là không có nhánh nữa nha. Cho nó rất rất là đẹp luôn đó.
cố gắng mình cắt tỉa như vậy đó thì sẽ không bị nhìn nhận. Đây cũng là một cái thí dụ ha, cái nhánh này có hai trái nè, một trái, hai trái, bên đây không có trái nào hết thì mình cắt bỏ đi. Đó, thành ra mình thấy hai trái của mình đẹp không? Đó, thì như vậy cây của mình sẽ rất là đẹp ha, cũng như cái nhánh trên này nè, nó không có trái ha, mình cắt luôn. Đó, mình cắt bỏ hết để mình dưỡng những cái trái cành của mình nè. Nhánh này cũng có, cắt luôn. Đó, cắt vậy thì nó sẽ ra cái nhánh mới thôi, không sao hết. Hết cái mùa thu hoạch chanh thì rất là đẹp ha, nhiều nhánh như thế này. Thì cái cây của mình nó sẽ gọn, giúp cho cái cây của mình rất là nhiều. Bởi vì những con sâu, những con bọ nó không có thích nắng. Đó, cho nên mình phải nên cắt tỉa cây của mình cho nó đẹp. Đến cái mùa cây chanh của Hồng thì rất là đẹp luôn. Năm nào cũng vậy đó, Hồng cắt tỉa cây chanh hai lần. Một lần là mình thu hoạch hết chanh ở trên cành, cắt lại rồi nó ra những cái nhánh mới trong cái mùa mưa. Rồi cứ như vậy mình để cho nó hết cái mùa mưa đi, rồi bắt đầu mình cắt tỉa một lần nữa để cho ra những cái nụ, những cái hoa, rồi bắt đầu cho trái là bắt đầu mình tỉa lại một lần nữa. Bây giờ thì nhìn cái cây chanh của Hồng á là nó màu xanh cũng như là lá, cho nên mình không có thấy rõ khi mà trái nó được vàng rồi đó hả, là rực rỡ cây của mình. Thật sự ra cây chanh này của mình không phải là 6 feet đâu, mà là 4 feet 11. Đây là hai trái chanh mà mình đã hái ở nhà chị bạn. Hai trái này đó thì nó nằm sát ở dưới cái gốc cây ở trong, cho nên không phải chui vào để mà hái. Màu vàng như vậy thì thôi lộng lẫy cái cây chanh của mình đúng không? Dì Hồng đã chia sẻ qua rồi. Chanh Meyer là một loại chanh rất là nhiều nước, vỏ mỏng rất là thơm, không có hột. Nếu mà có chăng chỉ là một hoặc hai hộp nhỏ tí tí mà thôi. Rất là dễ trồng luôn. Cho nên nếu mà cô chú anh chị nào thích trồng cây chanh á, thì chanh này có cái tên là Meyer. Nhưng có một loại cao và một loại thấp. Cao thì mình không thích thì mình cắt tỉa ha, giống như Hồng vậy thôi. Không cần biết nó cao cỡ nào, cứ cắt tỉa nó theo cách mình thích là được rồi. Bây giờ mình qua cái cây thứ hai. Cây mặn, trái mặn. Hôm qua đã qua nhà chị bạn hái những cái trái này ăn rất là giòn và ngọt. Cũng là năm ngoái sau khi đã thu hoạch hết những cái trái ở trên cành rồi đó, thì lúc bấy giờ mình xin chỉ một nhánh, cái mình cầm cái kềm này nè, cắt một cái nhánh nào mà nó dài nhất, rồi cái mình về mình cắm vào trong cái chậu. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào đã xem video của Hồng hồi năm ngoái đó thì sẽ biết được cái cây này ha. Rồi thì nó lớn lên, cao lên. Đến cái mùa Tết á, thì cho mình rất là nhiều hoa màu trắng đẹp, rực rỡ luôn. Rồi thành trái, nhưng thật sự ra trái đó thì nó rụng nhiều lắm. Bởi vì cái chỗ mà Hồng trồng á, gió vào chiều 5-6 giờ á, gió dữ lắm ha, nó rụng bớt đi. Nhưng không sao. Rồi thì đã cho mình là 4 trái. Mình đã hái ăn hết một trái. Còn một trái thì chim ăn. Hiện bây giờ trên cành còn hai trái. Vậy thì cái cây mặn này mình sẽ làm như thế nào? Hồng không có để cho nó cao lên trên qua nhà người ta đâu, bởi sợ phiền đó. Mình sẽ cắt tỉa cho cái cây nó khoảng đâu là 6 feet rồi, 6 feet được rồi. Rồi nó sẽ ra những cái nhánh mới ha. Rồi những cái nhánh nhỏ bé như vậy nè thì nó sẽ tiếp tục lớn dần. Đó là mình sẽ nuôi cây này cho nó đẹp nè. Rồi đến Tết sẽ cho mình rất là nhiều hoa. Vì vậy cho nên khi bất cứ cái cây nào mà mình đã thu hoạch xong hết trái rồi là mình cắt tỉa được rồi, chứ không cần phải đợi cho cái lá nó rụng nè rồi bắt đầu cái mình mới ra mình cắt tỉa, hoặc là mưa gió nó làm cho cây lá của mình nó rơi cả cái khu vườn của mình, thì như vậy không có tốt ha, sinh ra rất là nhiều sâu bọ. Lúc nào cũng vậy, hãy cắt tỉa những cây ăn trái. Nếu mà mình đã thu hoạch rồi thì mình dọn dẹp luôn, như vậy là mình không cần phải lo nữa. Đó là cái cây này ha. Đây, bây giờ thì Hồng vẫn để cái cây này bởi vì trên cành vẫn còn hai trái, cho nên cứ để cho nó vui vẻ ha. Vài bữa nữa thì Hồng sẽ cắt xuống luôn. Cây Hồng giòn có 3 điều. Điều thứ nhất đó, dễ trồng. Điều thứ hai, dễ nuôi. Điều thứ ba, không cần tưới nước nhiều. Có lý nha, để xem thử coi cô Hồng diễn tả cái cây Hồng giòn như thế nào. Không cần biết là mình mua cây Hồng giòn đó là Hồng mềm hay là Hồng giòn, loại trái nào thì tùy theo gia đình. Nhưng riêng cá nhân của mình khi đã thích cây Hồng giòn rồi thì cứ đi ra lô nè, Home Depot người ta bán rất là nhiều, cũng như là người Việt Nam mình cũng có bán. Rồi cái cây nhỏ hay cây lớn thì cũng tùy mình ha. Nhưng lúc nào cũng vậy, Hồng chia sẻ là Hồng thích mua cái cây khi nó còn nhỏ, không phải là cây lớn. Nhưng khi cái cây này đó mình đem về là nó khoảng đâu là 6 feet,
hồi năm ngoái mình có để xuống ha. Mình sẽ để cái video cho mọi người xem là nó đã chết rồi nhưng mà cứu nó lại được rồi. Thì nó đã cho ra khoảng là 4 trái thôi. À, rụng hết là 3 trái, còn lại 1 trái. Cây nào cũng vậy đó, hồng trồng lúc nào cũng vậy ha, cho 1 trái thôi, không cho nhiều rồi. Thì qua 1 năm á, thì những cái lá nó rụng hết nè, cây thì khô queo rồi, mình không làm gì hết. Để nguyên năm, mưa, gió, bão, sương mù đó, tưới cái cây hồng của mình, không có đụng vào nó. Nhưng đến cái mùa hè khi mà nó đã ra lá nhánh lại bình thường á, mà nóng quá thì hồng mới tưới, thật sự là như vậy ha. Bởi vì trước kia mình cũng đã bị một cây hồng giòn mấy chục năm về trước lắm, mình tưới nước nó mỗi ngày. Rồi khi mà cây nó lớn, nó khỏe lắm, nhưng mà ra bao nhiêu cái trái đó nó rụng hết. Lúc bây giờ đi hỏi cái ông mà bán cây cho mình thì ông người gì cũng nói là cây hồng giòn là không có tưới nước. Mình nói không tưới nước thì sao nó sống? Ông nói nguyên một cái mùa đó, thật sự là mưa gió nó đã giúp cho cái cây hồng giòn rồi, chỉ tưới khi nào mà trời nóng quá mà thôi. Thì từ đó về sau là hồng đã trồng được cây hồng giòn rất là nhiều trái, và cây của hồng cũng rất rất là đẹp luôn. Làm sao mà mình có được một cây hồng giòn nhìn giống như một cây kiểng thì ăn thua mình thôi. Cắt tỉa nhánh nào đẹp thì mình để lại, nhánh nào không đẹp thì mình cắt đi, giống như một cây đẹp như vậy nè đó ha, giống như một cây dù vậy đó. Đó, đây là cái cây mà hồng sẽ làm cho nó giống như một cây dù để mà mình che mưa che gió ha, ngồi xuống dưới này đó để chụp hình cho mọi người xem. Thì mình cắt tỉa bỏ đi bớt thì nó sẽ nuôi cho cái trái của mình, nó cho cái cây nó khỏe mạnh. Còn cứ mình mua về mình cắm xuống rồi cứ để cho bao nhiêu trái cho nó thành một cái bụi cây lớn, nó thì thật sự ra thì tùy theo mỗi gia đình, như những gì hồng chia sẻ là ở khu vườn nhà của hồng nha. Đó, cho nên cây hồng giòn bây giờ nó khỏe mạnh nè, nó búng ra rất rất là nhiều nhánh ha. Mình muốn nó tỉa ra rồi bây giờ nó cứ tiếp tục nè, nó búng ra thêm nè. Đó, cái mùa này mà nó vẫn tiếp tục búng ra nè, đó, rất rất là nhiều, nhiều lắm nha. Mình sẽ cho mọi người thấy cây của mình nó quá là đẹp luôn đó ha. Bởi vì cái người hàng xóm cũng nói mà cây nhà hồng sao đẹp hơn cây nhà mình, bởi vì ngày nào mình cũng ra khu vườn cắt tỉa cho cây nó đẹp, chỉ vậy thôi. Tất cả những loại cây nào cũng vậy, cây ăn trái, rau củ quả hay là hoa cũng vậy, đến cái mùa mà mình không có thu hoạch được, cũng như là những cái hoa nó héo nó tàn thì mình phải cắt sát xuống để cho nó dưỡng sức, nó ngủ và năm sau nó sẽ cho ra trở lại. Thí dụ như là hoa kali màu trắng của mình cũng vậy, những bông mà mình trồng ở trên cây retaining wall, hết cái mùa bông hồng đã cắt sát xuống rồi thì đã trồng những cây như là trái cà tím. Đây mình đã trồng là 2 cây, từ hôm trồng cho đến nay là không biết là bao nhiêu trái là mình đã thu hoạch được rồi, rất là nhiều luôn và cũng ngon. Mình ăn cà tím cũng tốt ha, đó là trong 10 loại thực phẩm mà mình cần ăn khi cái tuổi 50. Đây là một cây cà tím, đặc biệt hơn nữa là mình rất là thích bông màu cà tím luôn đó. Rồi mình sẽ cắt bỏ đi những cái lá nào mà nó lớn rồi mình bỏ đi, đừng có để cho nó ở trên cái cành, bởi sao nó sẽ ăn hết thức ăn của những cái trái của mình. Vì vậy mình cắt bỏ đi thì nó sẽ giúp cho cái trái này lớn hơn. À, tất cả những gì mà hồng trồng sau khu vườn cây ăn trái đó là không có dùng những loại phân gọi là cho kích thích nó ra trái thật là nhanh, thật là to, cứ để cho nó tự nhiên, chỉ là thức ăn 10-10-10 mà thôi. Đó là những gì mà hồng trồng ở sau khu vườn, phân bò, thức ăn 10-10-10, vitamin B1, bone meal, thức ăn bò cũng như là nước hoặc là hột cũng vậy đó ha. Cho nên tất cả đều là giống như nhau. Cây khổ qua Ấn Độ còn gọi là khổ qua rừng, hiện bây giờ thì ra bông rất là nhiều nhưng mà bông đực chưa thấy bông cái, không biết bao giờ có trái mà ăn. Còn cây cà của mình á, thì đây là cà bi nhỏ nhỏ rất là nhiều. Từ khi mà mình trồng cà cho đến nay thì chưa được ăn trái nào hết, bởi vì anh chị chim đã xuống ăn khi trái được chín, ăn trọn vẹn nguyên trái luôn. Nhưng mà thôi, cái điều mà không thích đó là mỗi khi những cái bông của trái cà tím cũng như là cà trái cũng như là khổ qua, cái bông nó đẹp lắm, cái màu vàng ha, mà cái lá vào buổi sáng mình đi ra đó rất là thơm luôn. Người ta nói rằng là cây cà á, con sâu nào con sâu nấy, nó bự bằng ngón tay út vậy nè. Cho nên mình hy vọng là mình đừng có đụng đến con sâu nào hết, bởi vì thật sự mà nói từ khi trồng cà tới giờ chưa thấy con sâu, cho nên mừng lắm. Cắt tỉa
tất cả những loại hoa ở sau khu vườn như thế nào. Có hai loại hoa, một loại á là mình trồng bằng cũ. Khi mình trồng bằng cũ hết mùa rồi đó thì mình sẽ cắt bỏ hết tất cả, mình cắt sát bằng mặt đất. Thí dụ như là bông tulip, nói đến bông tulip thì ai cũng biết rồi, cũng như là hoa calla lily, thì khi nó đã lớn lên và khi cho hoa rồi thì mình cắt bằng cái mặt đất. Cái cũ ở dưới này thì nó ngủ, đến mùa thì nó sẽ lên trở lại. Hoa tulip nếu mà mình trồng á thì có thể năm sau nó cho ra trở lại. Thí dụ 10 củ ra lại 10 củ, nhưng có lúc thì sẽ không ra trở lại, khoảng là 4-5 củ mà thôi. Nhưng hoa calla lily thì khác, mình trồng một bụi năm sau sẽ có 2 bụi, rồi 3 bụi, rồi 4 bụi, rất là dễ trồng. Đặc biệt hơn nữa đó là hoa calla lily màu trắng ở sau khu vườn của nhà Hồng, thì cô chú anh chị và các bạn cũng đã xem qua một chút rồi, Hồng chia sẻ về hoa calla lily màu trắng trở lại. Còn hoa cẩm tú cầu, bụi hoa cẩm tú cầu rất là to lớn, cho nên mình cần có một chỗ nào đó như là vách tường hay là sân trước, sân sau khu vườn của mình. Nhưng mình phải chọn lựa cái chỗ nào là cái chỗ cho hoa cẩm tú cầu, chỗ nào mát nhất là cẩm tú cầu thích nhất. Không cần phải có ánh nắng mặt trời chiếu vào, chỉ cần nóng mát là hoa cẩm tú cầu sẽ cho mình rất rất là nhiều hoa luôn, và khi đã ra cái hoa rồi lâu càng. Rồi bây giờ cái khu vườn của Hồng là cẩm tú cầu ai cũng đã biết hết rồi. Đến cái mùa mà nóng quá 100 độ F đó là nó sẽ bị cháy lá, cháy khủng khiếp luôn ha, rồi làm cho những cái bông của mình cũng bị cháy luôn. Hồng cắt thử cho mọi người xem, đây là cái bông nhỏ thôi mà cũng đã bị như thế này. Rồi mình cắt như thế nào? Mình có thể cắt ở dưới cái lá bỏ đi, hoặc là mình có thể cắt ngay cái bông. Đây là cái bông ha, mình cắt ngay đây, mình bỏ đi. Như vậy thôi, khi mà mình cắt á thì ngay hai cái lá mình cắt lên một chút, đừng có cắt sát quá. Mình cắt sát quá đó thì sẽ bị ảnh hưởng hai cái lá này, bởi vì ở đây nó sẽ búng ra nhánh khác. Rồi mình muốn cắt bao nhiêu thì tùy mình ha, mình có thể cắt dài xuống. Rồi những cái bông mà nó đã héo và mình cắt đi thì năm sau những cái mà mình cắt đi đó nó tiếp tục đi lên những cái nhánh mới. Và những cái nhánh nào mà nó già đó, cái màu này nè, cái màu nâu này nè, đó là nhánh già. Mình cắt như thế nào cũng được hết, rồi nó cũng sẽ ra lại cho mình thôi. Chiều cao, mình muốn nó cao bao nhiêu thì mình giữ nó bấy nhiêu. Thí dụ bây giờ Hồng chỉ cắt cái bông bỏ thôi thì tiếp tục nó lên rất là cao. Và Hồng muốn là nó chỉ là 5 feet, 6 feet thì mình cắt ngay cái 5 feet, 6 feet. Ví dụ đây là cái nhánh ha, bây giờ cái nhánh này có 3 feet thôi. Rồi có những cái nhánh là 3 feet rưỡi, 5 feet, 6 feet rất là cao. Thôi thì bây giờ mình cắt khoảng là 4 feet, 3 feet. Thì đó, đây là cái khu vườn bông của Hồng nè ha. Đây, những cái nhánh lá vẫn còn tươi tốt ở trong này. Rồi đây là cái bông giấy nè. Mùa này thì khu vườn của Hồng bông giấy nó mới ra, còn nhiều người khác thì đã ra rồi. Những cái nhánh mà nó như thế này ha, rồi mình cũng có thể kéo xuống bỏ đi vì mình không có muốn nó cao quá. Khi mà Hồng đã cắt bỏ đi những cái nhánh bông mà đã bị cháy khô đó, thì đây là một cái thí dụ ha, mình muốn cắt như thế nào cũng được hết, nó cũng sẽ lú ra những cái nhánh mới cho mình, rồi tiếp tục nó mọc cao lên. Thí dụ như nhánh này cũng vậy nè, đó Hồng cắt ha, Hồng cắt ở đây, bây giờ nó búng thêm mấy cái này ra. Bởi vì trời vẫn còn nóng cho nên nó tiếp tục bị cháy lá. Rồi những cái nhánh này cũng vậy nè ha. Đó, những cái nhánh này nó ra bông mới nè. Cho nên hoa cẩm tú cầu rất là dễ trồng. Những cái nhánh này là nhánh già, những cái nhánh xanh này là nhánh non. Nếu mà mình để như vậy năm sau cái nhánh này sẽ là cái nhánh già. Đơn giản vậy thôi, rất là dễ trồng. Cắt tỉa thì cũng rất là dễ ha. Mình muốn cắt khúc nào cũng được hết, miễn sao là mình cắt dưới cái lá hoặc là trên cái lá, như vậy là được rồi. Nói đến bông calla lily màu trắng của Hồng, đây, bây giờ nó đã lên lá như thế này rồi nè, đó, nó lên cao ha. Mà chung quanh của cái bông calla lily màu trắng á, thì có những cây ớt như là cây ớt màu xanh nè, ớt chuông. Rồi có thêm một loại hoa đó là hoa thược dược, bây giờ cũng đã lú ra những cái nụ rất là dễ thương. Rồi kế bên là cây cà, thì Hồng cũng sẽ nhổ bỏ đi bởi vì phải trả lại cái mảnh đất này cho hoa calla lily màu trắng. Đến tháng 11 á, là bông nở rất rất là đẹp luôn. Và đây là hoa thược dược màu vàng đang lú ra là hai cái nụ.
mình có màu vàng, màu đỏ bạc đô, màu hồng, màu tím, rất là nhiều luôn. Đến cái mùa mình nó nở bông rồi đẹp lắm. Và đây là bụi hoa calili màu trắng. Đã chia sẻ qua là bông nó lớn, nó đẹp như thế nào. Nó cao lên khoảng cũng là 5-6 feet. Hoài bông calili màu trắng đã ngủ những ngày tháng qua khoảng là 2 tháng. Rồi tiếp tục sẽ ra trở lại. Ngoài bông kali màu trắng thì còn có những loại hoa khác nữa. Tháng 8 là cái tháng hoa mới lạ. Đó là hoa gì? Bây giờ Hồng chia sẻ cùng với cô chú anh chị và các bạn. Đây là hoa sứ, trọn vẹn đúng một năm. Cây lá xanh tươi, lớn, tốt đẹp. Ra rất là nhiều nụ để cho mình thấy được cái hoa. Nhưng không biết bao giờ nở thì mình không biết được, chỉ biết một điều là cái lá nó rất là xanh tươi, cái nhánh cũng như là cái cành búng ra thật là nhiều. Hoa sen đá ngôi sao, mùa này là mùa sen đá ngôi sao. Thì bây giờ để làm sao mà mình biết được là nó ra hoa rồi, cũng như là những cái nụ đang tiếp tục nở ra. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào đã được Hồng tặng sen đá ngôi sao thì để ý trong những cái chậu của mình nó lú ra như thế này. Nếu mà nó bị kẹt ở trong cái chậu á, thì mình cố gắng làm sao đưa nó ra ngoài để cho nó nở. Vì đây là một cái chậu để cho Hồng làm một cái thí dụ cho mọi người xem. Đây, nó lú ra đây. Đó, nó đẹp như thế này. Và nó đã bị bắt kẹt cho nên mình không có thấy trọn vẹn là một cái bông. Vì vậy cho nên sáng nay Hồng cũng cố gắng để cho nó có chỗ nó bung ra. Đây, nó nằm sát mặt đất như thế này. Và tiếp tục nó lú ra những cái nụ nhỏ nhỏ. Đây là hoa sen đá ngôi sao. Chậu sen đá ngôi sao này mình đã có rất là nhiều năm. Và mình cũng đã ngắt đi rất là nhiều để mà gửi tặng cho các anh chị cũng như là các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy rằng là làm sao mà mình thấy được cái hoa nhiều khi nó trốn trong một cái góc nào đó. Trước nhất là mình sẽ cho mọi người thấy được là mặt trên của cái chậu nó búng ra những cái nhánh non như thế này. Khi mà nó đã lớn, nó cao thì nó tự ngã xuống như là mái tóc thề. Đây là một cái nụ nằm như thế này. Chỉ vài ngày thôi thì sẽ nở ra một cái hoa rất là đẹp luôn. Rồi khi có những cái hoa mà mình không thấy được mà vô tình mình lại thấy, thì đây là cái mà mình cho mọi người xem. Và đây là cái bông đã nở trốn trong gốc như thế này. Một bông, rồi tiếp xuống là bông thứ hai. Đây là cái bông thứ hai. Đó, nó như thế này ha. Mình có một cái nhánh á, nó đã bị rớt xuống, nặng quá chịu không nổi. Xem thử coi bây giờ mình phải làm sao với cái nhánh đó. Đây, còn có những lúc mình thấy có những cái khô như thế này ha, mình cứ rứt ra thôi nha, mình cứ rứt ra. Đó, nó khô thì mình rứt ra, đơn giản vậy thôi à. Đó, như thế này nè, bỏ đi rồi nó ra cái khác thôi. Dễ trồng lắm, sen đá ngôi sao rất là dễ trồng, rất là dễ ha. Chỉ cần ngắt một nhánh cho qua nhiều chậu cứ như vậy thì nó ra tiếp tục. Đây rồi, đây là cái nhánh rất là đẹp ha. Đây là cái hộp của hoa sen đá. Đó, mà nó đẹp như thế này nè. Bởi vì nó nặng quá. Nặng quá cho nên nó chịu không nổi và đã rụng đi như thế này. Bây giờ mình sẽ làm gì với cái nhánh này? Không biết. Không biết nữa. Mình để qua một bên. Không biết là cô chú anh chị nào có thích á, thì để message cho mình nha. Mình chỉ nhận người đầu tiên thì Hồng sẽ gửi tặng ha. Đó, rất là dễ trồng. Một cái nhánh này đó mình tách ra mình trồng được nhiều lắm đó. Rồi, đơn giản, quá là đơn giản luôn. Và hiện bây giờ ở sau khu vườn có hai loại hoa bắt đầu nở. Hoa màu tím gọi là princess. Những cái mùa hè khi trời nóng quá thì cái nhánh của nó giống như là bị cháy khô. Nhưng khi trời đã mát trở lại thì princess sẽ nở hoa rất là nhiều. Đó là màu tím. Thêm một loại hoa hôm nay mới nở nữa, đó là lily. Nhưng loại lily này khác với lại calla lily kia. Khác ở cái chỗ nào thì bây giờ Hồng sẽ để cái tên ở dưới cho mọi người xem.
rồi đọc qua trên màn ảnh. Đây cũng là một loại hoa rất là dễ trồng bằng củ. Khi hết mùa rồi thì mình cũng không cần phải cắt sát xuống vì lá vẫn xanh tươi. Cứ mỗi năm tiếp tục cho ra rất là nhiều nhánh mới và nhiều nụ rất là đẹp luôn. Và đây là một nhánh có tổng cộng là 6 nụ. Một nụ thì đã nở hoa rồi, còn 2 nụ nhỏ và 2 nụ lớn hơn thì sẽ nở trong tuần. Sát cà phê Ground for Your Garden. Mình xin ở Starbucks Coffee. Nếu mà mình ra đó không thấy thì mình hỏi người ta. Có chỗ thì để cái thùng cho sát cà phê vào đó, có chỗ thì không. Để mà mình rải sát cà phê thì cũng rất đơn giản lắm. Mình có thể rải hẳn xuống trong những cái chậu hay là ở dưới đất. Hoặc là mình có thể trộn chung với lại phân cho xuống đất cũng được. Nếu như mà mình không có ở nhà uống cà phê thì mình cũng có thể quậy ra một cái thùng nước rồi mình tưới của vườn của mình. Sát cà phê là một loại phân rất là tốt luôn. Gà hồng cũng đã chia sẻ qua rất là nhiều lần. Đơn giản lắm, không có khó, cứ rải giống như là mình rải gạo. Đơn giản vậy thôi. Và đừng bao giờ quên rải muối em xanh sauce. Hồng xin phép tạm ngừng ở đây, hẹn lại cô chú anh chị và các bạn vào ngày mai. Một khu vườn hoa hay là chia sẻ nấu ăn, trò chuyện. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc của Hồng. Cảm ơn gia đình, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin đừng quên cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi ngày đọc rồi hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại ngày mai.